Niềng răng không mắc cài là phương pháp niềng răng không sử dụng các mắc cài để mà di chuyển răng, mà sẽ sử dụng các khay nhựa trong suốt, gọi là niềng răng trong suốt. Thì các khay nhựa trong suốt này sẽ được chế tạo thông minh, ôm lấy cung răng và tác động lực lên các răng để di chuyển răng theo đúng cái